Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh của mình JQ Tools. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 19:30 mỗi thứ hai, thứ năm hàng tuần. Và các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của mình JQ Tools. Như thường lệ chúng ta sẽ đi vào chương mục số 1, những dụng cụ Headstone. Đã lâu thì mình cũng chưa đến với chương mục thanh lý các bạn nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một vài sản phẩm thanh lý với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Mời các bạn theo chân mình TV. Chúng ta đến với chuyên mục thanh lý đầu tiên. Đầu tiên hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái dàn siêu xe. Mình TV có một cái dàn siêu xe để chuẩn bị thanh lý cho các bạn ha. Và đầu tiên đây là một cái xe đẩy hành lý ở trong sân bay các bạn. Rất là chất lượng, rất là chất lượng nha. Và chất liệu của nó, phần khung này toàn bộ là nhôm các bạn. Khung nhôm hết. Chỉ có phần rổ để này và phần chặn phía dưới này là bằng chất liệu như kiểu inox các bạn, nhìn nó giống như là inox đó. Ở trên đây thì thường họ có những cái tấm bảng nhựa để dán những cái phần quảng cáo cho nhiều thương hiệu, thì lâu ngày cái phần nhựa này nó vỡ rồi, nó cũng không quan trọng, không ảnh hưởng tới vấn đề sử dụng đâu các bạn. Và vẫn là quen thuộc thì chúng ta phải bóp cái phần tay phanh này thì chúng ta mới đẩy di chuyển được ha. Và các bạn, như các bạn biết rồi, những cái xe ở trong sân bay nó thiết kế rất là chất lượng và chắc chắn nha các bạn. Nó có 3 bánh xe thôi, nó chỉ có 3 bánh xe thôi. Chúng ta di chuyển nó linh hoạt ha, linh hoạt. Thì thích hợp cho các bạn chúng ta dùng làm cái xe đẩy hàng, đẩy hàng, đồ hàng gì đấy. Nhắc lại nha, toàn bộ phần khung này là bằng nhôm hết nha các bạn. Nhôm rất là chắc chắn. Và một cái xe đẩy như thế này, giá mới của nó cũng rất là đắt đỏ nha các bạn. Hiện đang bán trên Shopee á, giá mới của nó đâu đó khoảng tầm 15 triệu, khoảng 15 triệu cho một cái xe như thế này. Thì cái xe này hôm nay mình TV bán thanh lý cho các bạn, giá chỉ có 950 ngàn một cái xe thôi ha. 950 ngàn các bạn. Giá rất là hấp dẫn luôn, rất là hấp dẫn luôn. Và một cái xe thứ hai đó là cái xe đẩy đèn, xe đẩy đèn. Xe đẩy đèn. Xe này thì mình còn hai xe thôi, mình còn hai chiếc thôi các bạn. Và tình trạng chất lượng nó như nhau, còn rất là tốt ha. Và cái bánh xe phía sau này đã được cải tạo thành bánh bánh xoay và cũng có khóa tương tự như cái bánh ban đầu của nó các bạn. Chúng ta rất là tiện di chuyển linh hoạt và tải đồ nặng rất là ngon. Và giá trọng lượng của cái xe này là 40 kg nha các bạn, 40 kg. Giá thanh lý hôm nay cho các bạn là 1.800.000. Giá thanh lý nha, 1.800.000 cho cái xe đẩy đèn, trọng lượng 40 kg. Phần trụ đẩy đèn này chúng ta có thể xếp gọn xuống, thâu thâu nó vào được các bạn, thâu cái trụ vào được. Đó. Thâu trụ vào, xếp gọn xuống. Không thích thì chúng ta có thể bỏ cái trụ này đi, chúng ta cải tạo nó thành cái xe 3 tầng để chúng ta đựng tuôn, đẩy tuôn. Và cái tay này các bạn có thể kéo kéo nó dài ra, nó vừa với cái tư thế để chúng ta di chuyển ha, di chuyển này, này. Tại những cái đồ nặng rất là ngon các bạn, bằng khung rất là chắc, rất là dày và chắc chắn ha. Thép dày tới 5 ly, 5 ly. 1.800.000 cho cái xe này ha. Và cái xe này thì chỉ có 950.000 thôi. Ok, một cái xe thứ ba. Cái này thì chỉ bán hai cái bánh xe thôi bạn, bán hai cái bánh xe và tặng cái khung xe nha. Hai cái bánh này là hai cái bánh có lốp, có ruột nha bạn. Bánh có ruột thì ưu điểm của nó là chúng ta sẽ di chuyển nó rất là nhẹ nhàng và linh hoạt qua nhiều cái địa hình. Size bánh nó có ghi trên đây các bạn, 410 350 nha, 410 350 gạch 5. Bánh của Nhật nha, bánh của Nhật nha, rất là mới bạn, rất là mới, gai còn rất là sâu các bạn thấy không. Bán cặp bánh tặng cho cái khung này ha, 300.000, 300.000 thôi các bạn. Hai cái bánh xe đẩy. Cái này về các bạn thiết kế cho những cái xe rùa đó, chúng ta đẩy hàng, đẩy đồ khá là ngon. Nhắc lại ha, 300, 1.800.000 và 950.000. 950.000. Ok. 950, 180 và 300k. Và một bạn tiếp theo thì chuyên thồ ở mức vừa vừa và nhẹ, chở học sinh đi cà phê, đi chơi
rất là đa năng các bạn. Và 23 23m cho hiện trạng như trong video, hoặc 25m như hiện trạng như thế này. Lý do là mình vừa lắp cho nó một cây trợ lực giò gà các bạn, rất là xịn sò, một cây trợ lực giò gà rất là xịn sò. Ưu điểm của cây trợ lực này là nó giúp cho cái xe đi đầm chắc khi chúng ta chở tải nặng full tải trong cái rổ này, nó không có sàn lắc cái phần đầu, cũng như là nó giảm được cái vấn đề khi chúng ta phanh gấp. Cái nhược điểm của giò gà là nó hay nảy cái đầu xe lên. Thì cái cây trợ lực của KIB Nhật này nó giúp cho cải thiện cái việc đó, nó rất là hiệu quả nha. Nhắc lại, 25m với hiện trạng như thế này, hoặc 23m mình sẽ tháo cái cây trợ lực này ra, trả nó về hiện trạng như trong video mình đã có giới thiệu trước đó cho các bạn. Ok rồi, còn cái em bên kia là pickup AT siêu bán tải trong phân khúc hàng rồi nha, nhưng mà cái em kia thì không có bán các bạn. Em kia thì nói chung là xấu xấu thôi, nhưng mà nói chung là gắn bó với mình rất là lâu rồi, cũng rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều tình cảm ha. Đi nó xấu thì thôi, nhưng mà nó rất là hiệu quả trong cái công việc thồ hàng nặng luôn rồi, thồ hàng nặng luôn. Nhưng mà em này không thể nào đảm nhiệm được những nhiệm vụ của em kia đâu ha. Vậy thôi chứ cưng lắm á nha. Đó. Ok, ống inox 304 0x500 nha các bạn, trọng lượng là 23kg cho mỗi cái nha, 23kg cho mỗi cái. Các bạn có thể về chúng ta làm chân máy, hoặc các bạn có thể kết nối lại, nếu mà chúng ta làm một cặp chứ toàn có thể kết nối lại để chúng ta làm một cái chân kê ê tô, kê máy mài gì đấy, rất là chất lượng, và để ngoài trời thì bao không bao giờ sợ nó hỏng hóc rỉ sét được các bạn. Những cái vết rỉ này là dính từ cái chi tiết qua thôi, tại vì nó là inox mà không bao giờ rỉ sét ha. Độ bền vĩnh cửu luôn, cho các bạn quăng ngoài mưa ngoài nắng ngoài trời thoải mái. Cái sơn này họ sơn tĩnh điện thôi, nó không có ấy đâu, chúng ta về chúng ta đánh sạch sẽ đi ha. Kết nối bu lông lại cái là chúng ta có một cái chân máy với cái độ cao vừa phải, các bạn thấy không, rất là vừa. Lắp để máy mài máy đồ các cái lên đây, gọi là eto vân vân, rất là hiệu quả. Và giá hôm nay cũng là giá thanh lý cho các bạn nào chúng ta chọn một cặp mà giá thanh lý cho một cặp nha. Nhắc lại trọng lượng mỗi cái này là 23kg. Ok, 23kg, giá giao lưu cho các bạn là 1.800.000 thôi các bạn ha. Giá thanh lý luôn ha, 1.800.000. Hai cái chân inox rất là dày, không hết 500 nha, inox không hết 500. Tiếp tục, thùng nhựa của Đức mình lại về được một ít để phục vụ cho các bạn. Và chất liệu của thùng nhựa này khá là dai và ngon. Như cái hiện tại đây, mình đang đựng những cái bát, những bát kẹp thùng á. Và chất liệu của nó rất là dai các bạn, cái chất liệu thùng nhựa này rất là dai. Nó có hai màu, có là màu đen nắp cam và màu xám ghi như thế này. Thì tình trạng một số cái thì nó còn tem, một số cái nó mất tem. Nhưng mà chung quy là đều sản xuất ở Đức các bạn. Cái thùng này bên kia họ dùng để đựng bình hay đựng thiết bị gì đấy thì mình chưa chính xác ha. Kích thước như sau, chiều dài 25, chiều rộng của nó là 17.5 và chiều cao là 19 các bạn. Là mỗi cái thùng nó có cái quai sắt phía trên như thế này, phần dưới nó có cái phần lõm lên để chúng ta có thể xếp chồng những cái thùng lên nhau, có thể đập xếp lẫn những cái thùng lên nhau như này. Đây, ở đây ví dụ một cái ha. Đó, chúng ta có thể xếp chồng lên nhau và nó không có bị xô dịch, không có bị chảy cái thùng các bạn. Nhờ cái phần rãnh này nó bị khóa bên cái phần quai sắt này. Rất là chất lượng. Thương hiệu thì nó giống nhau, cái logo có thể nó khác đi ở một số đời, nhưng mà kích thước thì nó tương tự với nhau. Như cái này là nó đang bị tét nè, thì mình lấy ra mình đựng ba cái đồ linh tinh nào đó của mình. Những cái bị hỏng thì không có giao lưu cho các bạn được. Ok. Mình sẽ giao cho các bạn những cái nó còn lành lặn nguyên vẹn ha. Và giá giao lưu cho các bạn là chỉ có 50.000 một cái thôi bạn. 50.000 một cái nha. Nhắc lại, thùng của Đức. Và cái nắp này chúng ta có thể hoàn toàn khi mình vận chuyển đó thì mình tháo rời nó ra như thế này. Thì các bạn nếu mà lấy nhiều thì chúng ta sẽ xếp chồng nó lại và mình sẽ tháo nắp ra. Các bạn về chỉ việc chúng ta lắp lại như thế này thôi. Khá là dài, rất là ngon các bạn. Đựng ốc vít, đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh, hoặc là đựng những cái đồ để đi câu cũng rất là ngon các bạn. Rất là cơ động, rất là tiện lợi mà lại xịn sò.
50.000 một cái ha, 50.000 một cái. Nhắc lại nha, nó có màu đen nắp cam hoặc là màu xám ghi, đồng màu như thế này. Kiểu dáng quay gài có thể nó khác biệt chút xíu, logo khác biệt nhưng mà đều một cái thương hiệu này hết các bạn, đều cái thương hiệu này hết. Sản xuất ở Đức ha, made in Germany nè. In Germany. Nhắc lại giá Zalo cho bạn là 50.000 một cái. Và bác nào mà lấy số lượng tầm 10 cái thì giá là 450.000. Ok, 10 cái 450. Một cái thì 50.000. Ok. Chốt nở, chốt nở dùng để hàng kết nối trong xây dựng này các bạn. Chốt nở. Cái này đường kính của nó là 10 ly các bạn, đường kính là 10 ly. Độ dài là 55 550 đó, 5 phân rưỡi nha, độ dài 5 phân rưỡi. Đường kính là 10 ly, độ dài 5 phân rưỡi. Thì cái này mình về được vài hộp các bạn, một hộp như vậy số lượng nó là 100 con nha. Đây. Họ có ghi số lượng nó là 100 con. Và cái cách thức sử dụng rất là đơn giản, chúng ta chỉ khoan cái lỗ và chúng ta đưa cái đầu phần nở này vào trong nè. Phần nở này đưa vào, các bạn đóng một cái là cái chốt này nó sẽ làm cho cái phần đầu này nó nở ra và nó giữ cứng lại. Còn cái phần dư phía ngoài ra chúng ta sẽ dùng để hàng kết nối và những cái bát, những chi tiết nào đó. Nhắc lại chân này là 10 ly nha, chất liệu là thép nha các bạn, chất liệu thép. Đây, hướng dẫn sử dụng có ghi trên hộp. Đeo kính bảo hộ, đeo nón bảo hộ. Uncle Well của Nhật ha. Nhắc lại một hộp về số lượng nó là 100 con như thế này. Và giá Zalo cho bạn là 100.000 một ký ha. Một ký nó gồm khoảng tầm 30 con nha các bạn. Một ký nó gồm khoảng tầm 30 con. Một hộp về là nó 3 ký mấy các bạn. Một hộp về nó hơn 3 ký. Hơn 3 ký. Ok, 100.000 một ký ha. Chốt nở, chốt nở. Là một cái hộp nguyên các bạn. Số lượng của nó là 100 con, size đó là 10 ly rưỡi nè. 10 ly rưỡi. Thì nếu mà bạn nào mua lẻ đó thì 100.000 một ký. Còn lấy full hộp như thế này là 300.000 một hộp như thế này các bạn. 300.000 một hộp, số lượng là 100 con. Ok. Chúng ta đến với những cái sản phẩm đồng giá các bạn. Và mức giá của chúng ta hôm nay là 150.000, 150.000 cho mỗi sản phẩm. Mời các bạn. Đầu tiên là cái sợi xích cưa của Origin Mỹ mới chưa sử dụng các bạn, mà cái này về cái bọc của nó bị hỏng rồi nên mình bỏ rồi. Chiều dài của cái sợi xích này là nó được khoảng tầm 36 gặp đôi. Mới tinh chưa sử dụng nha các bạn. Origin của Mỹ ha. Mỹ. Chiều dài nó là 360 ha, gặp đôi là được 360. Một cái dao xếp của Anh, cái này có sử dụng rồi các bạn. Cái này có sử dụng rồi, chất liệu là stainless. Dead là 1968 ha, hàng trang bị cho quân đội Anh. Có sử dụng rồi nha, có sử dụng rồi. Giá 150.000 các bạn. Một cái lưỡi khui đồ hộp. Lưỡi dao. Dead 1968. Ok. 150.000. Tiếp tục. Một cái hộp chì hàng của Haco. Một hộp chì hàng của Haco ha. Đây. Chì hàng của Haco các bạn. Khá mới nha, khá mới nè. Còn đủ gần đủ hộp ha. Và một cái kê mỏ hàng của hãng Good Made in Japan các bạn. Good Made in Japan để kê cái gác cái mỏ hàng á. Ok, 150.000. Một cái súng bắn silicon của Anh, Made in UK, Made in UK. Chất liệu nhựa và khá là dai và chất lượng các bạn. Súng bắn silicon ha, bắn silicon. Và động tốt ha, động tốt. Và sử dụng cái ống keo thông dụng của mình đó, ống keo thông dụng. Đi mua ở đâu cũng được nha. Ok. Rất là chắc chắn và chất lượng các bạn, của Anh nha, của Anh, 150.000. Một cây dũa bảng của Nick Johnson, Made in USA các bạn. Made in USA, 150.000. Chiều dài của cây dũa này không tính cán nha, không tính cán là nó dài được khoảng 21.5 cm. 21.5 cm. Cả cán là dài được khoảng 32 cm ha. 32 cm. Bề bản 20, độ dày
4 ly, độ dày 4 ly. À, vũ bản ha. Cả bốn mặt đều có răng hết các bạn. Cả bốn mặt đều có gia công răng hết. Nicholson sản xuất tại Mỹ, 150.000. Một cây dao cắt kính của Nhật. Và phía sau này chúng ta có chỗ để chúng ta châm cái dầu. Dầu để cái đường cắt. À, lưỡi dao này lưỡi dao thép hợp kim ha. Đây có ron nha, có ron cao su luôn. Lưỡi dao thép hợp kim dạng bánh xe đó, 150.000. À, đây well. À, lưỡi dao nè. À, thương hiệu đây của Nhật ha, của Nhật. À, 150.000. Một cái cưa tay, cái này phần phần tay cầm này là bằng bằng sắt nha bạn, chứ không phải bằng nhựa nha. À, khá là nặng, đầm tay chắc chắn. Và kèm theo là 5 cái lưỡi cưa của Nachi mới tinh chưa sử dụng nha. 5 cái lưỡi cưa Nachi mới tinh chưa sử dụng. Và một cái lưỡi trên cái cưa này đã sử dụng rồi. Để chúng ta cưa những vị trí góc kẹt, góc hẹp, cưa ống nước rồi đó. À, cưa những vị trí mà những cái khung cưa lớn chúng ta không có đưa vào thao tác được. Một cái dạng cưa tay, handsaw, kèm 5 lưỡi cưa. Một cái dụng cụ 7 đồ của Mokuba. Mokuba, Made in Japan 7. Và cái đầu này có thể đóng được nha các bạn. À, dùng để cậy 7 á. À, cậy pallet hay này cây những cái vị trí nào đó nó phù hợp. Khá đẹp nha các bạn, Mokuba. À, bề bản. Bề bản của cái cây này nó được 40 rồi, 40. Và chiều dài. Chiều dài của nó được 22 cm ha. Khá đẹp, Mokuba Made in Japan nha, 150.000. Một cây mỏ lết hit size 6 in, tức là 150 mm các bạn. Tình trạng khá là mới luôn. À, nhưng mà ở đây nó bị dính một cái đốm hàng. Không biết lý do tại sao mà anh chủ bên kia ảnh lại bít cái lỗ ở đây, zin nó có một cái lỗ để treo các bạn. Thì ảnh đã mix nó lại. Anh bon hàng mix vào đây. Ha, size 150 hãng hit nè. Chất liệu là thép hợp kim, đúc rèn đúc dập khuôn nè bạn. Alloy. Drop hot phương pháp rèn đúc dập khuôn. Logo JS ha. À, càng cũng là thép hợp kim nè, alloy nè. À, tình trạng gần như mới, bộ hàm nó gần như mới, size 150. Cái này về không thích thì chúng ta chỉ khoan bỏ cái lỗ này, là thông cái lỗ nó lại thôi. À, bình thường. À, không ảnh hưởng gì tới cái việc sử dụng. Đây các bạn. 150.000 cho cây mỏ lết của Hit. Combo một cái thước calip và một cái bông tu lấy dấu nha, thương hiệu SK của Nhật các bạn. SK của Nhật ha. Chiều dài của cái thước calip này chúng ta có thể đo trong đo ngoài được nha các bạn. Chúng ta có thể đo trong đo ngoài, chiều dài nó là khoảng 160. À, đo cái lưng ngoài, đo lưng ngoài. À, chúng ta đo lấy cử lưng ngoài. Những cái bác thợ già rất là thích sử dụng những cái dạng thước calip như thế này các bạn nha. Tại vì nó rất là chuẩn xác, rất là chuẩn xác ha. Ok. Bác thợ tiện mà hay sử dụng những cái này. Nào làm đo lỗ trong, đo lỗ trong. Rồi chúng ta đo lỗ trong. Đo trong đo ngoài. Dạng calip vào cái bông tu lấy dấu ha. Bông tu lấy dấu. Ok. 150.000 cái combo này. Bốn cái đầu cọc bình bằng đồng các bạn. Và ở đây chúng ta có hai cái size hai size lớn nè. Và ba cái size này bằng nhau. Chuồn chuồn xiết này cũng bằng đồng luôn các bạn. À, chuồn chuồn xiết này bằng đồng hết. Thường cái này là bắt vào cọc dương các bạn. À, đánh dấu là dấu cộng đây nè. À, bắt vào cọc dương bằng đồng đúc nha, đồng đúc. À, 150.000 bốn cái cọc bình. Bốn cọc bình. Hai cái bào mini rất là dễ thương các bạn, hai cái bào mini chuyên để bào chỉ á, bào chỉ nè của Nhật ha. Đây nè, có hiệu lò đóng đây hết. À, hai cái bào mini nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. À, dạng để bào chỉ các bạn, bào chỉ. Ừ. Và cái gỗ nó lên nước, lên cái ten. À, khá là đẹp các bạn, khá là đẹp ha. 150.000 cho hai cái bào mini xinh xắn dễ thương. Đây là cái bên đây á, thì nó dùng để bào cái rãnh tròn các bạn. Bên đây họ cố tình là họ bỏ một cái chân bên đây chứ không phải là nó bị gãy đâu nha. Ha, nó có cái chân giống cái này nè, nhưng mà bên đây các bạn để ý là cái lưỡi bào nó sẽ bén một cái cạnh này và cái cạnh cong đây. Thì họ dùng để bào một cái chỉ cong và một cái chỉ vát mép cạnh nè. À, chứ không phải là nó bị gãy, bị mất chân đâu nha. À, này là cái này, cố tình là họ làm đã tạo ra cái vị trí, cái thế bào nó như thế. À, bào. À, miệng cong và cái miệng bên đây họ đều có mài bén cái lưỡi bào các bạn thấy không?
và trên cái lửa đều có đóng hiệu lò hết rồi, hiệu lò hết, có đóng hiệu lò hết ha. Nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương, rất là mini, 150.000 cho cái cặp bào mini cool. Tay quay Taro của Roco, thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Nhật các bạn. Tình trạng là hàng lưu kho mới tinh chưa sử dụng, và giá giao lưu cho bạn vẫn là 450.000 một cây như thế này. Còn nguyên lớp mỡ bò và cái bao mủ hàng lưu kho mới tinh chưa sử dụng rồi. Cái bao mủ mà nó rã ra như thế này thì các bạn biết rất là lâu ha. Roco sản xuất tại Nhật, máy in da băng, size kẹp từ 1/4 cho tới 1/8 inch. Nhỏ nhất là khoảng tầm 6 ly, 6 ly. Chiều dài của cái tay Taro này là 49 rưỡi nha bạn, 49 rưỡi ha. Mới tinh chưa sử dụng nha. Thương hiệu thì của Mỹ, sản xuất tại Nhật. Hàng lưu kho mới tinh chưa sử dụng, 450 ngàn một cây. 450 ngàn một cây. Một cái dụng cụ uốn ống của Rigic. Rigic cái này sản xuất ở Mỹ các bạn, Made in USA ha. Cái size của nó là 12 ly các bạn, 12 ly ha. Chiều dài khoảng 4 tấc ha, 4 tấc, 4 tấc 2 đấy ha. Ok. 12 ly. Sản xuất ở Ohio, Mỹ mà ha. Cổ điển nha. Chất liệu thép mạ chrome. Thép mạ chrome. Tình trạng còn khá là đẹp các bạn, khá là đẹp ha. Phần rãnh rulo uống nè. Bắp kẹp kẹp giữ ống. Uốn ống từ góc 0, 45 và 90 độ đến 180 độ rồi. Một cái dụng cụ uốn ống của Rigic Mỹ ha. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 380.000. Khá đẹp các bạn. Rigic sản xuất ở Ohio, Mỹ ha. Tiếp tục chúng ta đến những sản phẩm đồng giá. Và mức giá lần này của mình là 180.000 rồi, 180.000. Bắn đinh U của Max ha. Máy đinh da băng rồi, đinh da băng ha. Hoạt động tốt nha các bạn. Hoạt động tốt ha. Một cái bắn đinh U 180.000. Một cái dụng cụ lăn gai dùng để sửa chữa vá lốp các bạn ha, vá lốp ô tô đó. Thì cái món này những bác nào mà chuyên vá ô tô thì không lạ gì nó ha. Một cái điều đặc biệt là nó đến từ thương hiệu Tech của Mỹ các bạn. Rất là cổ điển và đẹp. Cán gỗ Hickory nè. Còn rất là mới ha, rất là mới. Cái con lăn này nó có bạc đạn, chạy rất là nhẹ ha. Cả hai bên đều có số serial number thương hiệu Tech của Mỹ nha. 180.000. Rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Thì ngoài cái việc chuyên dụng cho các bác sửa lốp thì chúng ta cũng có thể dùng nó để kết nối dán keo những cái bề mặt nào đó, thì chúng ta dùng cái này để chúng ta lăn để tạo cái sự kết dính, như kiểu mà mình dùng cái keo hai mặt hay là cái keo mousse á, thì chúng ta vẫn có thể dùng cái con lăn này để chúng ta miết, giống như cái con răng rulo vậy thôi. Chức năng của nó, tác dụng nó như thế ha. Thương hiệu Tech của Mỹ nha, 180.000. Một cặp điếu của Falcon Frank, tình trạng là mới tinh chưa sử dụng, hàng lưu kho. Một cái size 30 và một cái size 27 các bạn. Falcon Frank, hàng lưu kho mới tinh chưa sử dụng, 180.000 cho một cặp như thế này. Giá quá cực kỳ hấp dẫn rồi. Một cái đe chấn kiểu chữ M với ba cái size V45 độ, ba cỡ khác nhau, ba cỡ khác nhau. 180.000. Hai cái đầu chuyển dùng cho khoan mũi gài chuyển sang đầu măng tranh, có chìa đi kèm đầy đủ ha. Và cái chân này chân 10 ly và đầu kẹp tối đa đây là được 13. Cái này thương hiệu của Hitachi và cái này của Yukiwa, cả hai đều trong tình trạng hoạt động tốt, đều trong tình trạng hoạt động tốt nha các bạn. Cái này của Yukiwa Nhật cũng là đầu kẹp 13 ly hết ha, chân gài 10 ly nè, chân gài 10 ly chuyển qua đầu kẹp măng tranh 13 ly. Một cặp cải lốp của Nhật, chất liệu là thép hợp kim alloy steel và thương hiệu của nó là Eura của Nhật các bạn. Eura. Một cặp cải lốp. Cái này thì nó dài, độ dài nó có ghi trên đây các bạn. Độ dài của nó là được 240 mm ha, 240 mm nha. Ok.
một cây búa nhựa của Kosuku chống nảy các bạn, một cái dạng búa chống nảy ha, búa nhựa phía trong nó có những cái bi chống nảy ha. Nè. Nè, chúng ta đóng nó giúp chống nảy và chuyên dụng cho các bác dùng để cơ khí, chúng ta đóng những cái đồ chi tiết máy này kia ha bằng nhựa nha. Bên trong nó có cái dạng bi chống nảy và cán gỗ cổ điển ha, Kosuku của Nhật. Một cây sủi đầu hộp kim, tình trạng còn khá đẹp các bạn, cái đầu hộp kim nó còn khá đẹp ha, thương hiệu đây, cán nhựa ha, cũng có đúc nổi cái hiệu trên cán nhựa đây của Nhật nha. Đầu hộp kim này nó có cái bề bản được 15 ly các bạn, 15 ly khá đẹp ha, 180.000. Một cái súng bơm mỡ bò, phần ống này là bằng nhựa nha các bạn, made in Japan nè, thương hiệu là Red Gun. Súng đỏ đó, tình trạng khá mới ha, hoạt động tốt và dùng cho những cái vú bơm mỡ dạng nhỏ ở trên những cái máy chi tiết máy hoặc là trên những cái ô tô của Nhật, nó có một cái số vú bi mỡ nhỏ và đây là cái dạng cho trực tiếp mở vào nha các bạn, cho trực tiếp mở vào đây chứ không có dùng sâu ha, không dùng sâu. Cái này nó cũng thuộc dạng size nhỏ, nhắc lại thương hiệu là Red Gun Made in Japan ha, hoạt động tốt ha, khá là mới nhưng mà khá là mới, 180.000. Một cái càng cua bẻ sắt phi 13 ha, sử dụng cho phi 13 và nó bẻ một cái góc 45 độ, và góc 45 độ nó ưu thế trong một số cái trường hợp góc rất là hiệu quả. Chiều dài của cái tay càng cua này được 49 cm ha, 49 cm, cái thân này là 16 ly và cái khẩu miệng của nó là 13 ly nha các bạn, 13 ly của Nhật ha. Đồng giá tất cả là 180.000 các bạn, 180.000 cho mỗi sản phẩm. Ok. Đến với hai cái kềm cắt cộng lực của Nhật các bạn. Một cây đến từ hãng MCC và một cây đến từ hãng Hit. Kích thước đây là 350 và cái này là 300 mm. Độ cắt tối đa của cây này là 5 ly và cây này cắt tối đa của nó là 7 ly. Họ ghi đây, cáp 7 ly và cái này là 5 ly. Và tuy nhiên đây là cái cây cắt vát cạnh, cắt sát cạnh các bạn. Họ thiết kế cái lưỡi nó cong lên như thế này để cắt xép vát mép cạnh rồi đó. Ưu điểm của nó là như vậy ha. Còn cái cây này thì chúng ta cắt dạng phổ thông thông thường rồi. MCC cắt tối đa 5 ly, chiều dài 300, chiều dài 350. Tình trạng lưỡi đã được kiểm tra còn đẹp hết nha các bạn. Lưỡi còn rất là đẹp. Cây này thì cổ điển, cán nó là cán gang đúc, cán gang đúc cổ điển, logo của JAS đây các bạn. Cái này của hãng Hit Japan, dập rất là sâu và chất thép đen trên cái phần lưỡi cũng như là phần bát kẹp rất là dày các bạn thấy không. Nó có cái ốc tăng chỉnh đây các bạn, nó có hai cái con ốc để tăng chỉnh. Ốc này nó như kiểu cái gối ca mình đó, để điều chỉnh cái độ khích lưỡi. Còn cái con này thì họ điều chỉnh bằng hai cái con bu lông nhỏ này. Khi chúng ta sử dụng lâu ngày mà nó có độ mòn lưỡi á, chúng ta mài nó có độ mòn lưỡi rồi thì chúng ta sẽ tăng chỉnh cái này để đẩy cái lưỡi nó sát vào với nhau. Cái cây này Zalo cho bạn với giá là 250.000 và cái cây này Zalo cho bạn với giá là 350.000. 250.000 cho cây MCC, độ dài 300 cắt tối đa 5 ly và 350 cho cây Hit, độ dài 350 cắt tối đa 7 ly và đặc biệt là cắt vắt mép cạnh các bạn. Mỗi cây nó sẽ có cái tính ưu việt riêng, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta sẽ lựa chọn cho nó phù hợp. Tiếp tục chúng ta đến với những cái sản phẩm đồng giá tiếp theo và mức giá lần này của mình là 200.000 cho mỗi sản phẩm rồi. Tiên chúng ta một cây thu lôi của Mỹ xưa các bạn, chất liệu là thép mạ đồng rất là dày nha. Khumi Well hả? Có ren các bạn, có ren. Đây, đây là họ hàng, những cái vết hàng vào cái dây tiếp địa sao đó. Một cái gậy thu lôi rất là dày. Mạ đồng cực dày các bạn. Chiều dài được 60 cm nha, 60 cm. Thân này là nó được 20 ly. Thân này 20 ly nha. Thép mạ đồng. Mạ đồng rồi. Ở phần này có tạo ren luôn ha, tạo ren. 200.000 cho cái cây thu lôi
cột thu lôi, một cái mỏ lết góc nghiêng 45 độ, kiểu dáng tương tự như những cái cây Paco thế hệ đầu tiên đó các bạn. Những cây Paco thế hệ đầu tiên đó, bộ hàm nó thiết kế nghiêng vào cái góc 45 độ như thế này. Và tuy là cái cây này nó có chiều dài tương đối 23 cm thôi, nhưng độ mở hàm nó lên tới 37 ly. Độ mở hàm tối đa nó lên tới 37 ly lần các bạn. Rất là kinh khủng ha. Và phần hàm nó dày lên tới 16 ly. Rất là dày luôn nha bạn, rất là dày. Thao tác mượt mà luôn. Có một số cái hoa văn số logo đóng ở phần cán như thế này. Ở đây có số 14 thôi. Đây có số 14. Bây giờ các bạn đóng thêm số 2 nữa để dành tặng quà cho mấy chị cũng được ha, 14 tháng 2 Valentine. Đấy. Hàm khích ha. Khép miệng rất là ok. Và cái con lăng này họ lăng gai hai chiều, các bạn thấy caro rất là đẹp ha. Lăng gai rất là đẹp luôn. Và những cái mỏ lết các bạn để ý cái góc 45 độ này cũng giống như là cái cờ lê vậy các bạn. Nó thuộc vào cái dạng cổ điển nha. Cổ điển, nhắc lại là cái dạng cổ điển. Phần thân này có độ dày lên tới hơn 8 ly các bạn. Thép dày hơn 8 ly nha. 200.000 cho cái cây mỏ lết kiểu dáng cổ điển. Giống với cái kiểu thiết kế đời đầu của Paco Sweden đó. Một cái cặp độc lỗ các bạn, một cái cặp độc lỗ, cây này của Nhật và cây này của Anh. Tình trạng gần như mới nha. Cây của Anh này size nó là 15/16 nè. Made in England ha. Gần như chưa sử dụng các bạn, gần như chưa sử dụng. Và cái lỗ này nó có cái đường kính trong là 24 ly. Phần ngoài, lưng ngoài của nó khoảng tầm 25. Kiểu dáng cổ điển mà, kiểu dáng cổ điển, những cái cây đột lỗ này chuyên dành cho thợ làm da rồi đó ha. Còn cái cây này thì có đường kính trong là 19 ly. Lưng ngoài của nó khoảng tầm 2 gần 20. Không có bị mẻ ha, không bị mẻ ha. Khá đẹp các bạn, khá đẹp. 200.000 cho cái cặp đột lỗ Anh Nhật hợp tác. Một cây búa tạ lùng của Elephant, con voi size số 3 các bạn. Và tình trạng mặt đầu búa còn rất là ok ha. Cán thì các bạn nhìn nè, nó có những cái vết xước xước theo thời gian, và cán zin của nó ngắn như thế này nha, chứ không phải bị cắt đâu. Các bạn nhìn cái phần này họ chuốt nên nó phình to ra, nó là cái dạng búa tạ lùng, búa tạ lùng. Mặt búa còn đẹp. Ok. Elephant con voi size số 3. 200k. Là cổ điển nha, kiểu dáng cổ điển. Phần cán da nó nhăn nheo, nấu lên cái độ già của nó. 200k cho cái búa tạ lùng của Elephant Nhật size số 3 các bạn. Một cây dao này chuyên dành cho thợ điện nè. Cái này nó có cái vị trí này, chúng ta đeo vào cái dây thắt lưng ha, thắt lưng. Và nó có cái chốt khóa các bạn, nó có chốt khóa. Nếu các bạn đẩy cái này thì nó sẽ khóa luôn, không bao giờ rớt ra được. Các bạn có leo trèo trên cao cũng không bao giờ rớt ra được ha. Đẩy cái khóa này thì chúng ta mới kéo ra được. Thì tình trạng cái lưỡi này thì đã có mài qua rồi, thì anh thợ cũ anh có đã có mài qua rồi, nhưng mà nó còn khá là đẹp, khá là đẹp cả hai mặt nha. Và độ bén của nó là tương đối thôi, chúng ta về chúng ta muốn sắc hơn thì chúng ta có thể liếc nhẹ lại ha. Nhưng mà mình cảm giác là nó còn có sắc nha. Cái phần cán cầm cao su còn khá đẹp. Và một cái lỗ này để tuốt dây điện đó các bạn. Ở trong nó có cái lưỡi dao, các bạn nhìn kỹ, nó có cái lưỡi dao bên trong mà. Nó có cái lưỡi dao bên trong nha. Đó. Chúng ta đưa cái dây vào, chúng ta kéo cái là nó tách cái dây làm đôi luôn. Và một cái rãnh ở trên đây nữa các bạn. Một cái rãnh này cũng dùng để tuốt dây nè. Bao đầy đủ ha. Và tình trạng khá là đẹp. Khá là đẹp luôn. Thương hiệu nó đây. Mira. Khóa. Đẩy cái lẫy lên là nó khóa luôn, không sợ bị rớt dao, leo trèo đâu không sợ bị rớt ha. 200k rất là đẹp. Một cái cặp búa gò và búa gõ sỉ của Nhật ha. Một cây búa gò và đây là cây búa gõ sỉ hàng của Nhật các bạn. Đây có hiệu lò trên đây, hai cái đầu của nó thiết kế để đỡ gõ sỉ các bạn. Nó có những cái gai gai ở trên bề mặt này, chuyên để gõ sỉ hàng.
thân chuốt đẹp ha, gắn zin nè, nhỏ gọn thôi, zin gõ sĩ hàng, và một cái búa gò mặt tròn và một cái cạnh dẹp. Chúng ta làm đồng gò đồng ha. Ok, 200 ngàn cho cặp búa. Bốn cái bản lề chất liệu inox 0x500 của Nhật nha các bạn, của Nhật nha. Rất là dày luôn các bạn, rất là dày, bản lề inox rất là dày. Độ dày của nó là 4 ly các bạn, 4 ly. Và độ dài, độ dài này nó được một tấc các bạn, một tấc ha. Chưa sử dụng nha, mới chưa sử dụng, cái nào cũng có đóng cái hiệu logo hết rồi. Nha, đều có đóng logo hết. Inox 0x500 nha. Đây 500 nè. À, hoàn toàn 0x500 rồi. Ok. À, cái nào nó cũng có đóng logo thương hiệu hết. Rất là dày, thích hợp cho chúng ta làm bản lề cửa ha. À, nó không có bị rỉ sét, bởi môi trường. À, sử dụng ngoài trời rất là lý tưởng. Hoặc là làm những cái tủ nào đó mà chúng ta sử dụng cho môi trường nước hay gì đấy, thì cái bản lề inox này nó rất là chất lượng rồi. 200 ngàn cho bốn bản lề. Một cái cặp patin cổ điển. À, một cái cặp patin cổ điển. À, đến từ thương hiệu Hope, hy vọng. Vẫn cái quai này bằng da hết các bạn. À, made in Japan đây nè. Made in Japan. Và cái size kích thước có thể điều chỉnh. À, điều chỉnh được, những cái quai này là bằng da hết nha các bạn. Này, bánh xe là còn đẹp hết nè. À, phanh nè. Phanh nó có mòn nhưng mà còn sử dụng tốt. À, toàn bộ được mạ kẽm rồi, mạ kẽm ha. 200 ngàn cho cái cặp patin cổ điển. Để chúng ta có thể nhớ về ký ức, một ký ức vui vẻ nào đó. À, rèn luyện thể thao cho các bé đang tập chơi patin. À, với cái dạng bốn bánh này thì nó sẽ dễ tiếp cận hơn là những cái dạng bánh theo trục đường thẳng thế hệ đời mới của patin bây giờ. Đây, made in Japan rồi. Rất là chất lượng, xịn sò. À, thương hiệu Hope. Ok, 200k cho cặp patin của Nhật. Một cây búa bi của Mỹ. À, size này size lớn mà. Tổng trọng lượng cả đầu búa và cán là 1,2 kg. À, tổng trọng lượng là 1,2 kg, thuộc dạng size lớn nha các bạn. Và đã được thay cán cẩm, thay cán gỗ cẩm. À, rất là đẹp ha, rất là đẹp. Thương hiệu là Vauhan, Vauhan. À, của Mỹ các bạn, búa bi của Mỹ. À, một số cái sản phẩm của Vauhan cũng được sản xuất ở Anh. À, Vauhan cán cẩm nha, cán gỗ cẩm các bạn. À, to, cầm rất là chắc tay các bạn, rất là chắc tay ha. Mặt búa còn khá đẹp các bạn, mặt búa còn khá đẹp. Đầu bi cũng vậy, đầu bi cũng vậy luôn ha. Cây búa bi của Vauhan này giao lưu cho các bạn với giá là 680 ngàn. 680 ngàn. Niêm rất chắc chắn ha, niêm rất chắc chắn. Một cây búa bi size lớn, tổng trọng lượng 1,2 kg. 1,2 kg các bạn. 680 ngàn. Ok, tiếp tục chúng ta lại đến với một cái eto của Wilton Bullet. Wilton Bullet. Và con này có độ rộng hàm là 4 inch, độ mở tối đa của nó khoảng 7 inch. À, tức là khoảng 100 gần 180. Thì tình trạng cái tô này đã được phục dựng và sơn lại một cái màu mới, một những cái chi tiết được thay thế như bộ hàm chuồn chuồn, lóc với đế, mặt trăng, tay quay và trục vít me thì vẫn là zin nha các bạn, trục me vẫn zin. Và con này nó có một cái phần hàm đỡ bên cái phần thân tĩnh này, đã được anh chủ trước anh gia cố lại. Có thể là lúc trước nó bị vỡ cái hàm này các bạn, anh gia cố là anh đắp thau. À, rất là dày và chắc, rất là dày và chắc, thì chúng ta về chúng ta sử dụng vẫn rất là ok ha. À, và bộ hàm mình đã gia công rất là đẹp. À, thay thế một bộ hàm rất là đẹp. À, răng như nguyên mẫu vậy, như nguyên mẫu luôn, nhìn thấy không? Chắc chắn ha. Phần thân này toàn bộ là không có bị, ngoài cái vị trí hàm này ra thì toàn bộ phần thân ống này kia tất cả cái là không có bị nứt vỡ gì hết nha các bạn, hoàn toàn không có nứt vỡ. Và khi mình sơn cũng vậy, nước sơn này là không có bị bã trét matit đâu,
ha. Các bạn về chúng ta sử dụng mà nó có trầy tróc ra thì nó sẽ tới cái phần phần cốt của nó luôn. À, mặt bích này cũng là thay mới nha các bạn. Cái mặt bích phía sau này cũng đã được tiện thay mới nè, à, phần đế phía dưới này, đế phía dưới đây. À, ok, đế zin nha, đế này vẫn là đế zin, đế này không không có bị nứt vỡ gì hết nha các bạn, không có bị nứt vỡ gì hết. À, bộ tán lóc đế chuồn chuồn này đã được thay mới thôi, còn ngoài ra phần đế này là hoàn toàn zin nguyên bản, không có bị nứt vỡ. Ok, Witton Bullet 101028, một cái size phải nói là rất là nhỏ gọn, vừa sử dụng, và mức giá mình đề xuất cho các bạn cũng rất rất là hợp lý các bạn. À, rất là hợp lý ha, 4.600.000, à, không thể giảm được nữa các bạn. À, hết giá rồi, mức giá này phải nói là rất hấp dẫn rồi. À, 4.600.000 cho một cái Eto Wilton Bullet đã được phục dựng một cách nghiêm túc chỉnh chu nhất có thể nha. Các bạn về chỉ việc sử dụng thôi ha, những cái chi tiết nào mình thay thế đã được đề cập rõ ràng, cũng như những cái khuyết điểm của nó ở trên cái Eto này cũng đã được chia sẻ cho các bạn, và các bạn cứ việc yên tâm mà chúng ta để sử dụng ha, sưu tầm và sử dụng kẹp những cái thao tác vừa phải, vừa sử dụng gia đình rất là phù hợp ha, rất là phù hợp. Ok, thì trên cái phần tay quay này mình sẽ bổ sung cho các bạn thêm một cái nấm cao su, cái nấm cao su tương tự như thế này các bạn. Và mình tại sao mình làm cái phần bi nó vặn ren để chúng ta thay thế những cái cao su này, nó sẽ đơn giản hơn khi mà mình làm tán kết cố định đó. Thì khi mà chúng ta sử dụng thời gian mà chúng ta nó bị hỏng cái cao su đệm này rồi, chúng ta thay thế thì nó rất là khó ha, là khó. Ok, ra vô mượt mà các bạn, ra vô mượt mà ha, nhẹ nhàng. Ok, 4.600.000, 4.600.000. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái vết, nó có một cái đường như kiểu đường nứt đó ha, nhưng mà không phải đường nứt nha các bạn, đây là cái đường dấu ráp khuôn của nó đây, dấu ráp khuôn đây ha. Một số con các bạn sẽ thấy được cái đường này, và tại sao các bạn thấy được đường này, chính là vì mình sơn không có bả trét matic, các bạn vẫn được thấy được những cái đường nét, những cái đường ráp khuôn, những cái đường nguyên bản của nó, chứ không phải là nó bị nứt hay là bị gì đâu ha. Ok rồi, những cái gì mình mô tả cho các bạn thì nó y xì như vậy, không khác gì hết. Và các bạn để ý cái phần hàm khi chúng ta khép miệng, nó cắn âm dương cái răng với nhau luôn mà, rất là thích hàm, rất là đẹp ha. Thì cái phần răng kẹp được phay chuẩn theo cái gai của quy tinh, chuẩn theo gai của quy tinh. Cái tức là cái độ nhọn nó không quá nhọn mà cũng không quá tù, và cái dạng gốc nó tạo ra cái hình thoi đúng chuẩn cái form của quy tinh, rất là đẹp ha, rất là đẹp. Và những cái bu lông bắt này cũng là răng zin 7 ly 8 nha các bạn, vẫn là răng zin 7 ly 8 hết, kể cả ba cái con ngóc bắt phía đầu này cũng vậy, cũng là răng zin 4 ly 8. Ok, các bạn về chỉ việc sử dụng thôi, và mức giá rất là hợp lý, rất là hợp lý ha, 4.600.000 trong cái Eto đã dọn hoàn chỉnh, nghiêm chỉnh. Ok, tiếp tục chúng ta đến với một cặp cạo ép của Tây Đức các bạn, Tây Đức nha. Chiều dài của nó là được gần 70 cm, chính xác là 69,5 cm. Zin 5117, made in West Germany ha, West Germany. Một cái dạng cẩu gỗ, chúng ta có thể kẹp những cái đồ cơ khí size lớn. Phần thân này nó có độ dày lên tới 8 ly. Bề bản này là 30 ly các bạn. Và nhắc lại chiều dài này là 69,5 nha. 69,5. Chiều dài 69,5. Made in West Germany. Này. Độ sâu của cái hầu này là 120. Tính tới tâm vít me các bạn, 120. 120.
cái dạng cẩu, một cái dạng cẩu gỗ đã vệ sinh sạch sẽ. Các bạn về chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. 800.000 cho cái cặp cẩu ép của Tây Đức. Tây Đức chiều dài lên tới 69,5 cm. 800.000 cho cặp cẩu ép của Tây Đức nha các bạn. Và nhắc lại độ dày thân này nó lên tới 8 ly ha, thân thép dày 8 ly, bề bản là 30 ly và độ dài 69,5 cm. 800.000. Machete Ontario 9 sản xuất tại Mỹ ha, sản xuất tại Mỹ. Tổng chiều dài là 450 mm, cán là nhựa đúc các bạn, có phần bảo vệ tay cầm ha, một cái dạng dao phát quang rất là năng động với chiều dài lý tưởng. Giờ lý tưởng ha, trang bị cho quân đội Mỹ nha. Và lưỡi này đã được mài bén các bạn, lưỡi đã được mài bén nha. Nè, lưỡi đã được mài bén nè. À, phần thân nó có phủ cái lớp bảo vệ bề mặt, lưỡi nó có mài bén. À, hàng sản xuất tại Mỹ rồi. Này, Made in USA ha. Một cái bao rất là xịn sò và một viên đá mài. Viên đá mài mới tinh ha, mới tinh luôn. À. Okay. À. Rất là chất lượng, một cái bao giải du và có phần đệm lưỡi phía trong các bạn, nó làm cho cái form bao nó đứng, cái bao ha chắc. À, có dây móc vào dây TB nè, khóa khóa cán nè. Ok, và nhắc lại là độ dày của lưỡi là 30 mm. Tổng trọng lượng của cái dao phát quang này là khoảng 800 gram. Và chất liệu lưỡi của nó là thép 1095, thép carbon các bạn, hợp 1095, dễ mài bén trong quá trình chúng ta sử dụng. Và được nhắc lại, được trang bị cho quân đội Mỹ và những nước đồng minh US, quân đội Mỹ. Tình trạng là mới tin, chưa sử dụng, giá giao lưu cho bạn là 1.600.000. 1.600.000. Thế mở đầu chuyên mục đồ điện hôm nay, chúng ta sẽ đến với một vài cái cầu dao và CB của Nhật các bạn. À, đầu tiên đây mình có hai cái cầu dao một pha đến từ thương hiệu Nitto. À, cái này là 30A và cái này là 60A, 250V nha các bạn, 250V, 60A. À, cái này là 30A. Ok, của Nitto của Nhật ha, Nitto của Nhật. Tình trạng còn rất là đẹp nha các bạn, tình trạng còn rất là đẹp. Ha. Cầu chì bên trong nó còn đầy đủ ha. Hai cầu chì luôn, à, vàng cháy vàng ché luôn. Ok, à, ở đây cũng vậy, này thì thiếu cầu chì, tình trạng cái này thì nó chưa có lắp cầu chì. Chưa lắp cầu chì. Ok, hai cái cầu dao, à, cái này nó bằng đồng quá ha, cái thanh gạt nó bằng đồng rất là dày quá ha, rất là dày dạng và chắc chắn luôn. Ok, hai cái này giao lưu cho các bạn với giá là 250.000. 250.000. 30A và 60A. 250.000 cho hai cái cầu dao của Nhật thương hiệu Nitto. À, 30 và 60A. Và lưu ý là cái 30 này nó đang thiếu cái cầu chì nha các bạn. Vậy các bạn lắp cầu chì vào mới sử dụng được nha. Ok. Tiếp tục chúng ta đến với ba cái cầu dao và cái CB. Cái này sử dụng cho 3 pha nha các bạn. Sử dụng cho 3 pha. À, vì nó có 3 cái chân để chúng ta đấu nối đây nè. Cái này nó là điện từ 100 tới 200V và nó là 20A. Đây là cái CB chống giật nha các bạn, CB chống giật đây. À, dòng rò nó là 30mA. À, công suất của nó là 20A. À, CB chống giật ha. Ok. Đây là một cái dạng cầu dao 3 pha, này là 30A nè. 30A. À, một cái cầu dao dạng 3 pha. Này, nó có 3 cái cầu chì sẵn ha. Cái này về chúng ta chỉ đấu và chúng ta sử dụng thôi. À, cầu dao 3 pha, 30A nha các bạn. Và đây là một cái cầu dao cũng 30A. À, thiết kế cái hộp nó to hơn thôi. Ở trong đây nó cũng có 3 phần để chúng ta có cầu chì sẵn ha. Cũng là có cầu chì sẵn. Ok. Cầu dao 3 pha này giao lưu cho các bạn với giá là 300.000, 250.000 và 200.000.
300k, 250. Và cái này là 200k. Chống giật ha. Rất là đẹp nha các bạn, rất là đẹp. 20 ampe thôi. À, của Nhật nha, logo JS này. 20 ampe. 300.000 cho cái 3 pha 250V. À, 30 ampe. Và cái này là 200.000. Thì đối với những cái này thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cho một pha bình thường nha các bạn. Dù chúng ta đấu hai cực này thì chúng ta sẽ đấu ra hai cực này để vẫn bình thường sử dụng như cầu dao một pha được. Còn đối với thằng CB này thì nó hơi phức tạp hơn. Hơi phức tạp hơn thì nó có chức năng chống giật nè. Nếu mà chúng ta sử dụng cho 3 pha 380 thì chúng ta phải cắt cái chức năng chống giật của nó đi. Chúng ta sử dụng nó như cái CB bình thường thì mới hoạt động được nha. Đấy, 200.000 cho cái CB 20 ampe, 250.000 cho 200 cho cái này, và 300 cho cái này. Đây là 250.000 nha. Ba, 250, 200. Chúng ta đến với một cây mài khuôn Hitachi các bạn, điện trên 100V, công suất là 240W. Tem nhôm khá đẹp các bạn, tem nhôm còn khá đẹp luôn. Tua là 23.000 vòng một phút ha. Dây nguồn zin nó dài khoảng 8m rồi. Ha, công tắc on off nằm đây. Đầu kẹp collet 6 ly thông dụng ha. Các bạn dùng những cái mũi cà lem nè, mũi do mũi móc gì đấy là chúng ta sử dụng được rồi. Dùng cái cờ lê 17 và 12 để chúng ta thao tác siết mở ha. 17 và 12 nha các bạn. Một cái mài khuôn đến từ Hitachi. Tổng chiều dài của cây mài khuôn này nó được 37 cm và 37 cm. Điện zin 100V nha, điện zin 100V. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 500.000. 500.000. Một cái cây mài khuôn của Nhật, thương hiệu Hitachi, 500k, điện zin 100V, tua 23.000 vòng một phút. Chạy khá êm rồi, khá êm ha. 500.000 cho cái cây mài khuôn đến từ Hitachi, dây nguồn zin dài miên man ha. 500k. Một cây mài trục thẳng cũng đến từ nhà Hitachi. Cây này cũng khá là cổ điển, tem đồng rồi, tem đồng luôn. Điện zin 100V và tua của nó chỉ có 9.000 vòng một phút rồi. 9.000 vòng một phút nha. Điện zin 100V. Size đá của nó sử dụng đây các bạn. Thì ngoài cái việc mà mài viên đá này ra thì những cái anh thợ mà chuyên làm về motor đó rất là thích dùng cái máy mài trục thẳng này để gắn một cái bánh cước vào để đánh vào những cái khí motor các bạn. Thao tác mài bánh cước với cái tư thế như thế này, dùng cái độ bắt của bánh cước, mượn lực nhịp thôi là đánh rất là sạch những cái rãnh motor và một vô số cái vị trí nó tương tự như vậy. Thì tình trạng cái cây này còn khá là đẹp nha. Vỏ nhôm nguyên bản cổ điển rồi, vỏ nhôm nguyên bản cổ điển ha. Cặp te chặn đá cũng còn, viên đá cũng còn khá là to đó. Tại cái cặp te zin nó cỡ này thôi, thì cái viên đá nó cũng cỡ này ha. Cái size đá nó để mình đọc cho các bạn thôi. Size 100. Độ dày là 19 ly, là cốt là 12 ly 7 nha bạn. Cốt là 12 ly 7. Độ dày viên đá 19 ly, đường kính đá là 1 tấc, đá là 1 tấc. Thì ngoài mài đá ra, mình chia sẻ các bạn là chúng ta cũng có thể dùng mài cước nè, đánh bóng nè, đánh bóng vải này kia đó, đánh bóng. Hoặc là một số bác thì mình thấy là có mua cái cây mài trục thẳng này về và bắt nó cố định luôn. Và khi chúng ta bóp cò và nhấn cái nút chạy cố định này thì chúng ta thao tác nó như là một cái máy mài cố định ha, dùng để đánh cước mài này kia tất cả cái khá là ngon. Vì vòng tua nó chạy cái tua nó nhanh nha các bạn, tua tới 9.000 nữa. Thông thường những cái máy mài bình thường của mình tua 3.000, 3.600 thôi là mình đánh nó thấy đã rồi ha. Mà cái này nó chạy cái tua 9.000.
các bạn về, nếu mà chúng ta đánh cước chúng ta chế cho nó thêm một cái mica bảo vệ để tránh cái cước nó bắn ra đó, thì chúng ta mài đánh đồ ra khá là ngon. Lý do là cái cổ nó cổ dài tương tự như là cái máy đánh bóng cúc dài vậy đó các bạn ha, rất là hiệu quả. Nói chung là tùy vào cái sự sáng tạo chúng ta mà chúng ta có thể biến tấu nó để phục vụ tốt nhất cho công việc của mình ha. Và cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 700.000. Dây 100V nha các bạn, điện dây 100V. Ok. Okay. Thì cái gạt te này chúng ta có thể xoay cái chiều nó theo cái vị trí này chúng ta muốn. Thế là, dù mình muốn xoay cái chiều bên kia thì họ mài ở cái tư thế nào đó thì họ xoay nó cái gạt te nó về vị trí này để nó bảo vệ thôi. Còn nếu mà chúng ta quay cái cò xuống theo cái bóp thuận tay ngón trỏ của mình đó thì mình chỉnh cái gạt te nó quay ngược trở lại thôi. Không có gì hết ha. Ở bên kia chắc là anh thuận tay ngón tay cái nên anh quay như vậy, anh bóp cò như này. Rất là ok rồi, rất là ok ha. Một cái máy mài cổ điển của Hitachi, mài trục thẳng, dây nguồn zin nó là to và ha, to 700.000 cho cái máy mài trục thẳng của Hitachi. Ok, bắt đầu chúng ta đến với một vài cái sản phẩm sử dụng khí nén các bạn. Đầu tiên hôm nay thì mình có một cái rút Rivet đến từ thương hiệu Lobster của Nhật các bạn, Lobster của Nhật. Và con này đời cao nha, đời cao. Cái đầu đi kèm của nó đang sử dụng là cái Rivet 4 ly các bạn, Rivet 4 ly nha. Và con này nó có chức năng giữ Rivet ở cái nút bấm này. Khi chúng ta bật chế độ on là nó sẽ có một cái đường khí nó đi ra, nó thổi ngược ra. Thứ nhất là nó sẽ giúp giữ cái Rivet không bị rơi khi chúng ta rút ở tư thế góc chúi xuống như thế này. Thứ hai nữa là nó giúp đẩy cái ti ra phía sau, tránh bị kẹt cái ti rút. Và cái cây này nó có cái đuôi chống xoắn dây luôn, rất là nhẹ, các bạn thấy nó quay rất là nhẹ mà không xì, không xì nha. Bồng nhôm gọn nhẹ các bạn, của Nhật nè, mới đi ra bằng ha. Áp từ 5 tới 6 kg là sử dụng được nha các bạn, áp từ 5 tới 6 kg là sử dụng được rồi. Thương hiệu Lobster của Nhật nha, Lobster của Nhật. Cây này giao lưu cho các bạn với giá là 950.000, 950.000, 950.000 ha. Ok, nhắc lại áp từ 5 tới 6 kg là sử dụng được nha các bạn. Nếu chúng ta không dùng cái chức năng giữ Rivet thì chúng ta có thể bấm nút off để nó tiết kiệm khí thôi. Còn khi mà chúng ta thao tác với những vị trí mà cần thao tác để giữ Rivet thì bình thường mình nhét vô vậy nó sẽ không có giữ được rồi, nó sẽ rớt ra. Khi chúng ta bật chế độ nó sẽ giữ cái đi về các bạn thấy không? Nào, và các bạn rút dăng cái đi về ra luôn. Ok, rất là lợi hại các bạn, rất là lợi hại. 950.000 cho cái cây rút Rivet của Lobster Made in Japan nha, Made in Japan. Cái cây này đi mua mới thì phải nói đắt khủng khiếp nha các bạn, đắt khủng khiếp luôn. Một cây đục hơi của Yokota là dạng đục lùng các bạn, đục lùng ha, mũi ngắn, thích hợp chúng ta thao tác trong những cái góc gầm, góc kẹt, góc hẹp. Sơn zin màu bạc, tem nhôm Yokota, tình trạng khá đẹp ha. Cây này giao lưu cho các bạn với giá là 500.000. Một cây đục hơi của Yokota, tình trạng hoạt động tốt ha. Sơn zin, lò xo, mũi đục mới tinh, 500k cho cây đục hơi của Yokota. Rất là lực nha các bạn, nhỏ thôi nhưng mà rất là lực. Và cái mũi đục này các bạn thích mua mũi dài cắm vào vẫn bình thường ha, ở chân nó là vẫn chân thông dụng rồi. Và lò xo này mình cũng có giao lưu cho các bạn ha, lò xo mũi đục, lò xo mũi đục, mỗi thứ là 100.000 hết nha các bạn. Này, mũi đục thông dụng ha, chân 10 ly, lò xo mũi đục đầy đủ. Và lò xo 100.000, mũi đục cũng là 100.000 cái ha. Ok, 500.000 cho cây đục hơi của Yokota. Một cây khoan của Fuji, tình trạng gần như mới rồi, gần như mới.
Fuji. Tua là 7600 ha. Ở xin lỗi, phải 7600 cái mã của nó các bạn. 76007 cái mã nó thôi. Thường tua con này của nó là 2800. À, 2800 áp từ 6 kg trở lên là sử dụng được rồi. Cây này thì lúc mang về thì nó còn cả lâm bê các bạn. Cái đuôi chuột này là cũng là đuôi chuột zin mới mình lắp vào thôi. Cái bộ e nó còn trắng tinh luôn, là chưa có dấu sử dụng luôn. Nhưng mà nó có những vết trầy trầy thì thôi, mình nói là nó là gần như mới thôi chứ không dám nói mới. Đây là họ để nó bị trầy trầy thôi. Đầu của Yukiwa sẽ băng luôn các bạn. Nhìn cái đầu khoang là bị đánh giá được mới cỡ nào ha. 8 ly nè. 8 ly. Đầu kẹp 8 ly ha. Một cái con khoang nhỏ gọn các bạn. Chúng ta thao tác rất là nhiều cái vị trí công việc khác nhau với cái cây khoang hơi này. Và nhắc lại tình trạng của nó gần như mới nha. Gần như mới, đầu kẹp 8 ly. Ngoài việc khoan ra chúng ta còn có thể kẹp những cái mũi do mũi móc như thế này để chúng ta do lỗ nè, đánh cước được cũng được ha. Những cái chổi cước chúng ta đánh cước rất là ok các bạn. Và cái cây khoan của Fuji Tua 2008 này giao lưu cho các bạn với giá là 500.000. Rất là mới luôn. Cây này thì thí dụ nó dùng cái đầu con và tua nó chạy một chiều thôi, không có đảo chiều. Chúng ta bóp nhẹ cò thì nó sẽ chạy tua chậm ha. Và chúng ta siết hết cò thì nó sẽ chạy cái tốc độ không tải là 2008. À, khi có ép thì nó sẽ giảm cái tốc độ lại. Nhưng mà khoan thì dù sao nó cũng chạy nhông, nó cho phép chúng ta tì ép, chúng ta mài do móc đánh cước được, tì rất là ngon rồi. Và đương nhiên là sẽ có chìa mở zin đi kèm cho các bạn để chúng ta sử dụng đối với những cái đầu măng rênh như thế này. Ok, nhắc lại 500.000 cho cái khoan Fuji Made in Japan, tình trạng gần như mới ha, gần như mới. Tiếp tục chúng ta đến với một cây cắt gạch của NPK. Tốc độ của nó là 13.000 vòng một phút nha các bạn. Áp từ 6 kg trở lên là sử dụng được. NPK Made in Japan. Một cái cây cắt gạch nha các bạn. Ở đây có cái lưỡi cắt nè, lưỡi cắt gạch và một cái chỉ này để chúng ta canh theo cái đường cắt các bạn. Chúng ta lúc cắt chúng ta không nhìn thấy được cái lưỡi thì chúng ta canh theo cái đường chỉ cắt này. Và một cái cử này chúng ta có thể điều chỉnh cao thấp, cái độ sâu của lưỡi nè, chúng ta điều chỉnh cái cử này để điều chỉnh cái độ cao thấp của lưỡi nha. Ok, NPK cò bóp nha. Thân dài con này dùng nhông cắt rất là khỏe nha các bạn, cắt rất là khỏe luôn. Thì cái độ sâu cắt tối đa của nó, độ sâu cắt tối đa của nó là được cắt gạch cắt độ sâu tối đa 10 ly các bạn. Cắt độ sâu tối đa là 10 ly nha, 10 ly. Đá này là đá phủ kim cương các bạn, phủ kim cương. Lưỡi dao còn đẹp nha, lưỡi dao còn đẹp. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 700.000. Một cái cắt gạch bằng hơi các bạn, rất là an toàn. 700k. Tại vì sao? Tại vì thông thường các bạn thấy đó, một số cái anh mà chúng ta chuyên làm về đá, cắt đá ốp lát, cắt gạch rồi đó. Một là chúng ta cắt bằng tay, hai là cắt bằng máy, thì chúng ta các anh mình thấy các anh hay dùng cái vòi tưới nguội á, cập vào để tưới nước cho nó. Mà khi chúng ta dùng những máy cắt bằng điện mà có cái vòi tưới nước như thế thì nó không an toàn. Sau này thì có thể cải tiến ra dùng những cái máy pin này cái kia ha. Nhưng mà đối với cây cắt hơi này thì tuyệt đối hoàn toàn rất là an toàn các bạn, rất là an toàn. Tuyệt đối ha. Không có sợ bị điện ảnh hưởng ha, trong cái môi trường cháy nổ gì hết. Và cái cây này nhắc lại vòng tua nó là 13.000 vòng một phút, thương hiệu NPK, một cái thương hiệu rất là lâu đời của Nhật. Có trên 100 năm các bạn, có trên 100 năm rồi. Giá giao lưu chỉ có 700.000. Áp từ 6 kg trở lên là dùng được các bạn. Áp từ 6 kg trở lên dùng được. Con này đã dùng cái cò bóp nha, cò bóp nha. Cắt rất là khỏe các bạn. 13.000 vòng một phút. Nếu mà chúng ta cắt sắt, chúng ta dùng cái lưỡi kim cương này, chúng ta cắt một số cái vị trí vẫn được các bạn. Tại vì trước đây mình xây nhà thì mình thấy một số anh thợ cũng tận dụng những cái lưỡi cắt kim cương như thế này để dùng cắt những cái sắt hộp mà nó vừa nhỏ thì nó thao tác nhanh. Thứ hai nữa là nó tiết kiệm được cái đá cắt. Thì cái kinh nghiệm của các anh xây dựng thì anh chia sẻ như vậy thôi, thì mình thấy trong quá trình các anh làm việc thì mình thấy nó cũng ok, cũng hiệu quả và nó cũng an toàn, là nó không có bị bể vỡ cái viên đá như mà những cái đá cắt bình thường thông thường mà không có đảm bảo chất lượng đó, thì khi mình cắt nó rất là dễ bể vỡ. Nếu mà không có găng tay bảo vệ thì nó không có an toàn. Và mình cắt bằng cái viên đá cắt cắt gạch đó, viên đá nó chất liệu nó bằng thép và nó phủ bộ kim cương, thì các anh vẫn cắt những cái sắt hộp với cái size vừa và
phù hợp thì vẫn cắt được, cắt được tốt. Thì mình thấy cái điều đó nó cũng ok, hợp lý ha. 700 ngàn cho cái cây cắt này. Và một cái sản phẩm thanh lý sau cùng cơ. Một cái thùng thanh lý đồ hơi. Rất là nhiều sản phẩm đồ hơi. Và cái thùng này, báo giá cho các bạn trước khi mình công bố luôn ha. Cái thùng này nó có khoảng tầm 7 đến 8 sản phẩm trong đây. Và tất cả những cái sản phẩm trong đây đều trong tình trạng sử dụng tốt. Trong tình trạng sử dụng tốt, không có bị lỗi gì hết nha. Tức là cắm hơi vào là đều sử dụng được. Tuy nhiên có một số cái chi tiết gì đấy thì chúng ta bổ sung trong quá trình sử dụng, nó ngoại vi thì nó không liên quan. Còn về các cái cơ cấu đã test kiểm tra thì đều sử dụng tốt. Và giá giao lưu cho cái thùng đồ hơi này là 2.600.000. 2.600.000. Chúng ta có 7 đến 8 cái sản phẩm đồ hơi đều sử dụng tốt rồi. Thì trung bình nó khoảng tầm 300.000 qua 400.000 món thôi, rất là rẻ, rất là rẻ. Thời giá phải nói là siêu rẻ, thanh lý siêu rẻ rồi ha. Hàng bao sống mà giá phải nói là giá còn rẻ hơn hàng bãi các bạn đi mua nữa. Rồi, chúng ta bắt đầu khám phá trong cái thùng này nó có gì nha. 2.600.000. 2.600.000. Đầu tiên là chúng ta có một cặp đánh bát đến từ Shinano, một cặp bát khoảng 1.5 tấc các bạn, 1.5 tấc 1.6 tấc gì đó ha. Ok, sống hết nha các bạn ha, sống hết ha. Chỉnh áp chỉnh đồ đây hết nè, có chỉnh áp chỉnh đồ từ lưa hết, thích hợp cho các bạn nào chúng ta làm gara sửa chữa hay gì đó ha. Cò vặn nha, nitto nè, tôi rất là kinh khủng, rất là bạo lực. Tua là 10.000 vòng một phút, con này 1.8 tấc nha, 10.000 vòng một phút các bạn, 10 vòng phút. Cây này là đánh bát vừa xoay vừa rung ha, vừa xoay vừa rung. Cây này của Mỹ các bạn, cây này của Mỹ, hình thức nó xấu xấu thôi nhưng mà kết cấu nó ngon rồi, kết cấu nó ngon, vừa xoay vừa rung ha. Trớn rất là đã luôn. Cái này các bạn về chúng ta đánh bát mài những cái vị trí mặt phẳng vậy đó, rất là ngon các bạn. Tại vì nó vừa xoay vừa rung, nó thao tác như cái tay thật của mình vậy đó ha. Vừa xoay vừa rung nó có điểm tì, chúng ta tì vào. Nó có cái gối chao lệch tâm các bạn ha, nên nó vừa xoay vừa rung như thế ha. Một cây khoan. Cây này thì thiếu đuôi chuột nha, thiếu đuôi chuột nhưng mà cây này hoạt động tốt ạ. Xoay tay thì biết nó sử dụng hoạt động tốt rồi. Đầu của nó là đầu 6.5 ly thôi, 6.5 ly thôi, chỉnh áp ngay cò. Máy in ra băng nè, Nitto Konki. Một cái cây này cũng là đánh bát của Kuken các bạn, Kuken. Có chỉnh chỉnh áp zin luôn ha, chỉnh áp zin đi kèm. Trớn rất là tốt rồi ha. Bạch đạn trớn tốt. Một cái cây cũng dạng cắt gạch các bạn, cắt gạch. Nhưng mà được cải tạo lại để dùng làm máy mài các bạn, dùng làm máy mài cò bóp nha. Cò bóp. Nó là giá không thể nào tốt hơn được. Một cái cây mài gốc các bạn và tích hợp cái lưỡi cắt và một cái cử, không xài cái này bỏ cái cử ra, chúng ta có cái cây mài gốc cầm tay rất là nhỏ gọn và sử dụng đá 1 tấc của Nitto Konki nha. Ha, cây này bình thường không, cái body này không, bán được 500-600 ngàn các bạn. Sống mà ha, hàng sống rồi. Ok. Đây. Tua con này là 13 cho tới 15.000 vòng một phút không các bạn. Ha. 13 cho 15.000 vòng và họ chế cái cử này dùng để cắt gỗ nè, cắt alu, cắt mica rồi đó, nó có cái cử chúng ta đưa vào cho cắt. Đây. Đưa vào rảnh cắt. Không xài bỏ cái cử này đi là nó là cái máy cắt bình thường. Tổng cộng là chúng ta có 8 sản phẩm các bạn. 2 3 4 5 6 7 8, tổng cộng là 8 cái sản phẩm đều hoạt động tốt nha. Giá chỉ có 2.600.000. Không thể ở đâu rẻ hơn được. Không thể có rẻ hơn được rồi nha. Ok.
dán cái giá ngoài, bây giờ dán thêm cái giá trong nữa ha, 2.600.000 chưa bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha, hàng thanh lý không bao gồm phí vận chuyển. Và đây cũng là sản phẩm sau cùng của Vlip giao lưu hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình, TV Tool. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.